Thôi 10 ngàn đi bà ơi. Ê mẹ 10 ngàn đi, tôi làm biến chạy bển quá. Ừ. Bán mẹ đi, tôi phải chạy về nhà, tôi thả mương nữa, tôi chạy chứ qua đây nó làm biến quá. Rồi, xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay mình sẽ đi chợ vườn nha cả nhà. Chợ nhóm tự phát ha. Để coi bà con mình bán gì nha. Bà ơi. Đẹp. Cái mình đi không trời. Bán cho vài con tép ơi. Lấy tép nhỏ không, lấy tép bự. Ừ, tép này câu lúng bài luôn. Cái này nhỏ nhỏ này ngon nè. Em mới ngủ dậy em dòm lại đồng hồ em thấy 6:30 nó chết bà không biết qua đây kịp không nữa. Trời này mưa luôn mà. Dạ, đau quá. Con này nè, nãy giờ luôn Hồng Nhiên. Rảy lên. Lấy này có mừng răng nữa. Này. Ủa nó mất rồi cái bớt. Được có đâu. Chầm ra mà. Hai nha. Dạ mua nhỏ. Tính bữa nhỏ, tính bỏ nhỏ mua lớn chứ. Có. Nhỏ nhiều lớn nhiều vậy. Dạ. Lớn nhỏ cũng vậy hả? À? Nhỏ nhiều quá. Nhỏ phải tính tiền thêm nữa thấy không? Công lửa đó. Công lửa. Nó đâm cái máy vẫn ra. Người tạo cần hết chứ rồi hả rồi lừa còn đó. Cô mua hết mấy con bự này đi. Trời ơi. Cô mua mấy nhỏ này nè. Tiền đâu mua hết mấy con bự. Thấy cái thằng nó đài nào đi chợ mua tôm đâu thấy không? Mua tôm nhỏ vậy này về gan cái con thấy không? Tôm cái bánh xèo mà lựa nhỏ vậy mới ngon quá. Trời ơi, cái gì chứ không có ra, nhưng mày giỡn này đâu. Mấy con bự bự đấy thì chứ nó không bằng mấy con nhỏ này nè. Gọn như đó đi chị Hà. Bữa nay chợ gì đâu, không ai bán cá buôn cá mắm chợ người chạy có mấy người chạy. Hai gram, hai gram hả? Chưa lựa mà ta bớt ngàn đó. Rồi, để ba chục đi. Có mua 25 ngàn tép về đi giải trí. Hả? Không có tiền lẻ không? Không. Không mấy thiếu à, thiếu mốt không trả à. Thiếu mốt lâu lâu mới đi chợ lần á. Ông bán ngang lên lộn xộn. Không, con cũng lựa cái bự bự gì nè, là 15, còn cái nhỏ gì là 12. Ừ. Đồn điền đó bển mà. Ê, gù phi nhỏ nhỏ đó bán nhiêu ký vậy? Hỏi mua chứ anh chị. Sao để về nhà trời.
nổi mà trời. Ê, khoan, để bao nhiêu một ký rẻ rẻ mua đi về thả mương. Nhiều bán mắc bài đâu? Nhiều. Bán 25.000 hả? Ờ. Ôi 20.000 đây vậy. Trời ơi. Mắc giờ phải mắc công chạy về nhà để với mương nữa, chạy đi qua uống phê nữa. Con này sống mới bắt nha. Sống. Rồi. Nè, cho nó nóng mì. Rồi. Thôi 10.000 đi bà ơi. Ấy mẹ 10.000 đi, tôi làm biến chạy bển quá. Quỷ. Ừ. Nè. Bán mẹ đi, tôi phải chạy về nhà, tôi thả mương nữa, tôi chạy qua đây nó làm biến quá. Bán chưa? Ngượng gam 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 giết cũng hết cái gì? À, mở hàng cái hết trơn cho mua hết trơn luôn đi cô ơi. Tép này ngọt ngay. Vậy thôi đi bãi rượu phi làm miếng đi về bãi quá. Miếng chạy về nhà quá thả mương nữa. Tính mua miếng rượu phi về thả mương. Tép cắt như tôm tươi nên nó phải cắt tôm tươi còn miếng vậy thì mua về nấu canh ăn đi cô, còn miếng mua về nấu canh ăn đi. Ồ, bán cá mà ngồi mặc áo mưa luôn thấy khổ không, bộ trời mưa hay ngồi mặc áo mưa ta. Thôi giờ làm miếng rồi. Rồi bà chữ nữa không mua căng đã rồi xuống rồi bà chữ nữa nè. Bên đó thì bán phai. Thì tôi nói đi xe bốn bánh làm cái gì, tôi nói nghe bà nói. Phai mở gì á. Nằm bán đường nè. 14 ốc vô. Mình nãy tính về nuôi giờ làm miếng quá giờ không nuôi luôn rồi. Giờ bà đôi gà phá quá. Sáng rồi phá rồi đốt phòng lông mà. Sáng rồi lại mua mà kiểu đó không mua là nãy giờ bà đốt phòng lông rồi đó. Rồi bữa nay không có ai bán buồn cho mọi người, có hai người bán cá với mấy người bán khoai, với bên đây được mấy người bán lủng lẳng, bán rau củ quả lặt vặt và bánh mì, không có ai chứ đó bán đó bán gạo ha. Bên đây bán ra vườn bán được không, nãy bán được không vậy? Được. Ồ, bán ra vườn mà bà để mới về hấp dẫn quá ha. Cái này của ta gửi. Ừ, đầu chuối nha. Chuối già. Đây là bán xôi, thịt heo quay, bánh mì. Chạy vườn đơn giản mọi người, không chợ tự phát nó không có nhiều như những chợ lớn mà nó mua rất là đông ha. Anh miếng da người ta dặn có 18 rồi. Ủa, dặn hả? À, giờ này trời mưa bán cái che cái mũi gì nè. Trà tự phát rồi. 2-3 gam mà nó nhiều. Đang chi cho 2 gam. Ừ. Ở giá tầm 10 gam. Quá trời luôn, bán trên tiền tôi còn bớt. Dúng luôn. Đây cũng xe hơi chạy phà phà nha mọi người. Đây xe hơi, xe du lịch chạy phà phà luôn. Độ lộ lớn mà.
nhóm nhỏ ở vườn đó mọi người. Bữa nay cá mắm không có nên bà con người ta bán buôn cá không có nhiều, xịu người ta. Cái này cả trời không không nó tập tàn cái trời cho nước canh ngon ha. Cái rủ cà bá luôn trời. Của mình bán nhúm gì là được nhiêu tiền nha cô? 5.000 thôi. 5.000 hả? Rồi 5.000 bức cũng đắm đuối nha. Đắm đuối. Cái trời. Trời ơi sao không mắc. Nhiều hai ẩu vậy. Ta có tiền thì ta thấy rẻ, còn ta ngồi người không có tiền thì ta phải cho mắc, không có tiền mắc. Sáng làm được cúc nhiêu đây nha. Dạ. 5.000 nhúm mà rau tươi xanh luôn. Cái trời. Bán con nhúm này luôn đi. Ờ, cái trời gì cũng ăn sống và nấu canh ăn ngon. Ở chợ vườn mình đồ. Cơm chị ba. Không có dừng cơm nó không ngon. Ừ. Em ổng xịt cỏ rồi chứ không có gì bỏ dừng cơm với lại ở chợ vườn mình 5.000 bạc rẻ quá ha. Một buổi trời đó mấy cách. Dạ, 5.000 nè gì? Dạ, dạ. Năm nay gì được 70 gì chưa? 86 rồi. Trời 86 tuổi luôn đó hả? Ừ. Trời ơi thấy thương quá. 86 tuổi. Là một buổi trời hôm qua đó. Dạ. Đây. Rồi cho bịch tép. Cho bịch tép nha, rồi bịch tép đủ rồi nha. Rồi đi thôi đi à. Lòng tông luôn hả? Trời ơi, còn miếng lòng tông mua hết luôn đi. Đó, chợ vườn cũng vui quá mọi người. Đó, chợ vườn chợ tự phát nha. Hồi xưa là cái chợ nó nằm đằng ngay chỗ cái nghe cây cầu đó, nhưng mà sau này cây cầu này xây xong rồi á thì bà con mình mới về cái chợ lại đằng đây chút xíu, tại vì gần dốc cầu quá bán không được, người ta phải về lại đằng đây chứ hồi xưa là chợ, hồi xưa là chợ nằm đằng dốc chân cầu nha, là kêu là cầu cái muối nha. Bà con mình mà có xem được cái clip này là mình sẽ biết ở đâu nha mọi người. Huyện Long Hồ nha, ở xã Cũ đây nè, có cái tấm bảng ghi nè xã Cũ mình luôn nè. Đó, nhìn cái chữ này bà con mình biết cái quê hương mình liền nha. Cái mảng bị cây mít, cây chùm chồm chè đó, chợ nằm ngay đó đó, ngay dốc cầu á đó, cây cầu Thích Chủng à. Rồi sau này nó xây dựng lên cây cầu mới rồi nên bà con mình phải về lên đây, về đang bán cho chỗ đầu ngồi thì giác sáng giờ này bà con mình bán cũng gần hết thôi, mình cũng về kết thúc clip luôn mọi người ơi. Tại sao mình sẽ đi những cái chợ nhỏ nhỏ ở quê Vĩnh Long mình ở miền Tây mình quay chia sẻ lên cho mọi người cùng xem đó nha. Vậy thôi mình xin chào nha mọi người.